Dạ, xin kính chào các bạn Các bạn ơi, video hôm trước Mình chia sẻ cho các bạn Vẫn chưa hết những dòng xe này Dạ, hôm nay xin phép tiếp tục Để chia sẻ cho các bạn Thêm những dòng xe còn lại ở đây Hôm nay thì ngoài trời hơi ấm u Nên bên trong Nó hơi thiếu ánh sáng Đây là chiếc xe Toilet Cự Năm 2021 Hiện tại là bán với giá là 187.000 Chiếc này có size 52 hơi tối quá nhìn thấy không rõ nên quay từ từ cho các bạn xem xin lỗi các bạn vì thiếu ánh sáng cho nên, nên hơi mờ bộ clip vẫn còn ngon lắm còn sáng trưng à cụ đề cũng vậy cụ đề còn đẹp lắm do dĩa cũng hơi bị chảy một chút thôi chiếc này có giá bán là khoảng 37 triệu 400 ngàn tiền Việt Nam của mình Nhưng mà chiếc này mới là nó tới 50 triệu lần nhân các bạn Dạ khoanh thì khoanh đĩa Còn rất là đẹp ạ à. Chiếc này bán mới trong tiệm Giá cực kỳ cao luôn nha các bạn 50 triệu lần đó Ở tiệm này tất cả các dòng xe Đều có ghi cái giá mới mua của xe nè các bạn cho nên mình khỏi cần phải đi tra lại Giá mới của chiếc xe này là 250.800 yên nhật đó Dạ còn chiếc bên đây Chiếc bên đây quay nó cũng ngược ánh sáng Cho nên hơi bị tối Chiếc này có giá là 198.000 yên Ôi ôi chiếc này mà mua mới là có giá 316.800 yên Dạ size 47 Vậy là chiếc này mua mới là 63 triệu 400 ngàn Bán lại với giá còn là khoảng 40 triệu ạ à. Hai chiếc này mình nhìn ở bên ngoài thấy còn ngon lắm nha các bạn Các bạn tới đây xem và tham khảo nha Thấy còn ngon, còn tốt lắm Đẹp lắm các bạn ơi Ôi, trong chiếc này đẹp quá Ôi, còn ngon quá các bạn ơi Màu sắc chiếc này trông thấy sạch ghê Đây Quay gần gần lại cho các bạn xem cho kỹ Chiếc này bán với giá 165.000 yên Size 53 Cao 1m70 75 là chạy vừa Chiếc này hồi năm 2015 Mới ra có giá là 69 triệu Mà hiện tại bán lại là 33 triệu ạ à. Dạ còn đây dòng xe này chiếc xanh xanh này thì có giá bán là 66.000 yên năm 2018 cũng có ghi giá mới và giá cũ giá mới là khoảng 24 triệu 200.000 đó mà bán lại còn 13 triệu 200.000 chiếc này nữa các bạn Vậy là xe cũ thường bán lại nửa giá trong chiếc này còn ngon quá mới lắm nha các bạn vẫn còn tốt đấy khung sườn nè còn mới lắm dòng xe này là dòng xe của nhật nha các bạn dạ còn kế bên chiếc trắng này thấy cũng giá rẻ lắm chứ không có đắt đây những loại xe này sau thấy còn bóng ghê á nó không có chạy chỗ gì mấy còn mới lắm. Nhìn được ghê á. Mà bán lại cái giá Ôi, cũng rẻ chứ không có đắt. 59.400 yên khoảng 11.900.000đ à. Chiếc này cũng mới năm 2021 ạ. À. Dạ còn chiếc kế bên đây màu đen nữa nè. Chiếc này cũng cùng hiệu và bán với giá là 66.000 yên tính ra tiền Việt của mình khoảng 13 triệu 200 ngàn tiền Việt Nam đó. Ôi ôi, những chiếc này mới ra mà bán lại với giá rẻ ghê, nửa giá tiền. Những dòng xe này mà chạy tập thể dục là tuyệt vời luôn rồi. Những dòng xe cũ bán lại ở tiệm này thấy vừa xài ghê cũng không có đắt lắm. Giá ở Nhật như vậy là rẻ lắm đó các bạn. Y, còn chiếc này, trông màu hay quá các bạn Trông đẹp ghê á Ôi ôi, màu sắc rất là đẹp luôn Ôi ôi, để xem coi chiếc này giá bao nhiêu đây 198.000 Yên Vậy là, khoảng 40 triệu ha à. Chiếc này hồi năm 2017 nè Mà vẫn còn mới ghê Ôi ôi, nước sơn còn tốt lắm Wow, đẹp ghê á. Ôi ôi, chiếc này hồi lúc mới ra nó cao lắm các bạn ơi. Có giá bán là khoảng 87 triệu 800 ngàn đó. Mà hiện tại, bây giờ bán lại, chiếc này với giá vậy nè, cũng cũng tương đối được đó. Những dòng xe này cực kỳ tốt luôn. Mà chiếc này mang theo những cái linh kiện, toàn là những linh kiện cực kỳ tốt luôn cực kỳ đắt tiền ạ. À. Mấy chiếc này ngày xưa đi coi rất là thèm nhưng mà giá cao quá không thể nào mua nổi mà bây giờ bán lại giá rẻ ghê. Xe đạp xài rồi không nhận giá xài được ghê á. Ôi ôi, còn đây Bianchi. Bán lại với giá cũng rẻ ghê các bạn ơi. Chiếc này mới là tới 37 triệu nè. Mà bây giờ bán lại chiếc này khoảng 24 triệu 200 ngàn thôi mà khung sườn còn chất lượng lắm đẹp quá chừng luôn không có chày không có chày chỗ gì mấy còn bóng dẫn hả còn chiếc Canon Da này 2019 chiếc này bán lại khoảng 15 triệu 400 ngàn tiền Việt Nam của mình ôi ôi nước sơn còn tốt lắm các bạn ơi nó không có chày chỗ gì mấy đâu giá mới của chiếc xe này khoảng 23 triệu đó chai 51, 1m65, 75 là ok. Mấy chiếc này ở Nhật mình mua giá này chạy là vừa rồi. Cần gì mua chiếc xe mới các bạn ơi. Nó còn tốt lắm, còn ngon lắm đó. Mua những dòng xe này là tiết kiệm được rất là nhiều tiền luôn. Vẫn chạy bình thường, cực kỳ bền luôn. Những cái linh kiện mà ở Nhật gáp thì thôi rồi, khỏi phải bàn luôn các bạn ơi. Nó lâu hư dữ lắm hầu như là nó không hư nữa chỉ nó chỉ mòn rồi mình không thích nữa rồi mình đổi mình gắn cái mới vào thôi chứ vẫn còn xài được đây còn chiếc fuji này mới hay nữa nè các bạn Size năm mươi hai cao một m sáu mươi chín một m bảy là vừa năm hai không trăm hai mươi các bạn xem nè dòng xe đạp cũ ở nhật nó vẫn còn mới bóng như vậy nè như là mới luôn đó nút sơn nè không khác gì một chiếc xe trong tiệm mới vậy đó xài kỹ ghê luôn á chiếc xe fuji mới này có giá là khoảng hai 20 chục triệu hai trăm ngàn mà hiện giờ bán lại cũ là khoảng mười một triệu chín trăm ngàn đây chiếc này kế bên nữa nè chiếc này mới đọc nữa nè các bạn ơi bán với giá là chín mươi chín ngàn năm hai nghìn mười tám nè đó các bạn xem đi Cái khung sườn xe cũ nè Nó còn bóng dợn ha qua wow, Xài kỹ ghê á Ôi y Chiếc này có mang bộ đùm số nè các bạn ơi Wow Cái này đùm số này gọn lắm Cái đùm số này hay lắm các bạn ơi Ôi ôi Khoanh đĩa luôn Wow y Giờ đạp đẹp vậy đó các bạn xem khung sườn nè Không thấy chạy chụa gì chân á Mà bán lại đó Xe cũ nè Nó không phải là cũ dữ lắm đâu Công nhận Mấy chủ nhật xài Kỹ ghê các bạn Còn đẹp ghê ha Đó Mấy chiếc này mà các bạn mà thích là Hốt liền à, chứ không có Có cần phải đợi chờ gì đâu Size 53 cho các bạn Cao 1m70 với 1m85 đây, quay từ từ thật kỹ cho các bạn xem nè, đó. Vẫn còn ngon như xe mới. Đây rồi, các bạn ơi, có một em lạc trôi chồng đây. Ui, Finarido mà rẻ quá, 2011. Đây, mới đúng là đi tìm mua xe cũ ra các bạn. Đó, 2011 nè, chiếc Finarido này. Chiếc Finarido này là của Ý nha các bạn cao 1m60, 1m70 là chạy vừa chiếc này nè. Để xem chiếc này coi khung sườn có chạy chỗ chiều không hen. Nhưng mà màu sắc cổ này là cổ modern đen nha. Ôi, cực kỳ dễ thương luôn. Công nhận nhìn ghi đông nó đẹp quá các bạn ơi. Kiểu ngộ quá. Công nhận mới thấy lần đầu Finadeo mà hồi, hồi đời trước cái cổ xe nó ngộ ghê á. Đây, để quay thật kỹ cho các bạn xem khung sườn của nó nè. Fina đi đâu vẫn còn chữ đẹp cực kỳ luôn. Đó. Qua wow, khung sườn vẫn còn bóng lắm. Đẹp ghê. Đùm lip vẫn còn sáng trưng luôn. Khung sườn thì cũng có hơi chay mờ mờ một chút. Nhưng mà vẫn còn đẹp lắm. Chiếc này có giá bán hiện tại là khoảng 17 triệu 600 ngàn tiền Việt Nam của mình đó. Vậy tầm giá này cũng vừa chứ không có đắt lắm. Dòng xe Finadero này tốt lắm các bạn ơi. Thôi bây giờ chuẩn bị qua dòng xe gian nha các bạn. Ở đây bắt đầu tới tiếp tục là xe gian. Gian. 2021 mà có 44.000 Yên thôi chiếc này có giá tiền Việt Nam của mình Khoảng 8 triệu 800 ngàn thôi đó Dạ các bạn ơi Hôm nay thì cũng chỉ xin quay được một chút thời gian đến đây Và để tiếp tục quay hết những dòng xe này cho các bạn xem Thì xin hẹn lại các bạn lần sau Và bây giờ mình xin phép kết thúc video lại rồi ạ à. Dạ xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn luôn luôn dành nhiều thời gian và xem video và ủng hộ mình rất là nhiều. Dạ một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau ạ. À. Xin kính chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc nha. Dạ các bạn ơi, nếu như video có hữu ích thì các bạn đừng quên chia sẻ cho các bạn cùng xem. Biết đâu được giúp cho các bạn đang tìm mua xe đạp đó và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để xem những video tiếp theo nhé. Xin thành thật cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ. À. Lần này thật sự mình kết thúc video lại rồi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ạ. À. Bye bye.